Những điều cần lưu ý trước những chuyến đi xa. Đầu tiên thì mọi người nên chuẩn bị một bộ vá lụi, áo mưa cũng như là bao chùm ba lô. Đây là những vật dụng rất là cần thiết. Vấn đề thứ hai thì mình thấy rất là nhiều bạn đi chơi xa nhưng cứ thích đội nón 3/4 hoặc là 2/3, cái loại mà không có kính á. Mình khuyên anh em ít nhất thì nên mua một loại nón 3/4 hoặc có thể là full face ha. Vì nó sẽ rất tốt khi anh em đi đâu đó chơi xa. Vì ngoài cái chống bụi bay vào mắt thì nó có thể giúp anh em chống luôn cả gió đập vào mặt. Mọi người tin mình đi, bụi và gió bay vào mặt và đập vào mắt nó sẽ gây ra cái hiện tượng rất là buồn ngủ và rất khó chịu đối với những anh em thích bao tour xa. Vấn đề thứ ba thì mình khuyên mọi người đừng bao giờ cầm quá nhiều tiền để đi tour. Chỉ nên bỏ một ít vào ví để phòng hờ khi đi đâu đó chơi mà thèm ăn vặt á, thì vẫn có tiền để tiêu. Chứ còn cầm quá nhiều tiền để đi tour thì cũng không tốt đâu nha. Một vấn đề nữa mà mọi người nên để ý tới đó là tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang rất là căng nha. Đi tỉnh thì mọi người nên chạy chậm và đúng tốc độ. Còn đối với anh em đi xe độ cháy lớn thì đừng có lo. Chạy đúng á thì không ai làm gì được anh em đâu.